Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, anime tình cảm lãng mạn luôn đem lại những cảm xúc hết sức tuyệt vời đến mỗi fan anime, và thể loại này thường được kết hợp thêm các yếu tố hài hước nhằm dẫn dắt câu chuyện thêm phần thú vị. Những bộ anime tình cảm lãng mạn kèm theo yếu tố hài hước như vậy được gọi là anime romcom cho các bạn nào chưa biết. Và hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với top 10 anime tình cảm lãng mạn sẽ khiến cho bạn phải bật cười nhé. Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại cho mình một like và bình luận xem bạn ấn tượng nhất với nhân vật hay là bộ nào cho mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10. Monster Musume no Oisha-san. Thể loại harem comedy romance ecchi fantasy seinen. Tại thị trấn Limworm, nơi mà con người và quái vật cùng tồn tại, có một bác sĩ trẻ có tên là Glenn bắt đầu một ngày kiểm tra y tế đầy nguy hiểm. Cho dù anh ta đang kiểm tra sâu bên trong mang của nàng tiên cá, khâu lên đùi của một con golem bằng thịt, giúp đỡ một con quạ đẻ trứng hay sờ nắn vẩy trên một con rồng, Glenn chỉ luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ những cô gái này có ngoại hình và cơ thể hoàn toàn khác biệt. Vậy tại sao anh ta luôn kết thúc ở vị trí bấp bênh như vậy với những bệnh nhân của mình? Mặc dù vậy, tất cả đều tốt vì nó hoàn toàn dành cho mục đích y tế. Anh ta có thể đến gần nghẹt thở vì áp lực của cái đuôi lamia của trợ lý Sapia của anh ta quấn quanh mình. Nhưng phòng khám vẫn mở cửa cho việc kinh doanh và giúp đỡ những cô gái quái vật. Số 9. Karakai Zouzou no Takagi-san. Thể loại lãng mạn hài hước học đường Slice of Life Shonen. Đỏ mặt là thua. Với niềm tin như vậy, mỗi ngày đến trường với Nishikata là một ngày thua. Cậu học sinh trung học đáng thương luôn bị quê bởi những trò chọc phá của cô nàng ngồi bên cạnh, Takagi-san. Và dẫu cho cậu bé luôn ấp ủ mộng báo thù, cũng như là không ngừng bày mưu tính kế thì cuối cùng những chiêu trò của cậu vẫn gây ông đập lưng ông. Anime là câu chuyện tình hài hước diễn ra giữa hai người thích chọc phá đối phương, rồi dần dần nhận ra tình cảm dành cho nhau. Số 8. Saikano, thể loại hài hước drama học đường romance. Tomoya Aki, một otaku đã bị ám ảnh bởi việc thu thập anime và light novel trong nhiều năm, gắn bó với nhiều bộ truyện khác nhau với những câu chuyện và nhân vật quyến rũ. Bây giờ, anh ta muốn có cơ hội cung cấp trải nghiệm tương tự cho người khác bằng cách tạo ra trò chơi của riêng mình. Nhưng thật không may, Tomoya không thể tự mình thực hiện nhiệm vụ này. Cậu ta đã tuyển dụng thành công người bạn thời thơ ấu, Eriri Spencer Sawamura để minh họa và thiên tài văn học Utaha Kasumigaoka để viết kịch bản cho cuốn tiểu thuyết hình ảnh của mình, trong khi cậu đóng vai trò chỉ đạo. Bây giờ với siêu nhóm trong tay, Tomoya chỉ cần một nguồn cảm hứng để dự án của mình dựa vào. Và may mắn thay cho cậu, cậu vô tình gặp được Megumi Kato xinh đẹp, hiền lành, người mà sau đó làm mẫu cho nhân vật chính trong game của cậu ta. Sử dụng kiến thức vốn có, Tomoya tạo ra một doujin với hy vọng chạm đến trái tim của những người chơi trò chơi của mình. Những gì cậu ta không nhận ra là, để khơi gợi cảm xúc này trong người khác, thì những người sáng tạo phải trải qua những cảm xúc thực sự tương tự trong cuộc sống của họ. Số 7. Chunibyo Demo Koi ga Shitai. Thể loại slice of life comedy drama romance school. Mọi người đều có giai đoạn đó trong cuộc sống của họ, khi mà họ nghĩ mình đặc biệt khác với số đông của những người bình thường. Họ có thể đi xa đến mức nhìn thấy bản thân có khả năng mang theo sức mạnh bí ẩn, hoặc thậm chí có thể tin rằng bản thân họ đã đi xuống từ một cõi tưởng tượng. Căn bệnh này được gọi là Chunibyo và thường là nguồn gốc của một số khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời của một người. Đối với Yuta Togashi, những vết sẹo của Chunibyo của anh để lại vẫn còn khiến cho anh ta đau nhói. Đóng giả làm ngọn lửa bóng tối trong những năm học cấp 2, anh ấy nhìn lại những lúc đó với sự bối rối tột cùng. Đến nỗi anh ấy quyết định theo học tại một trường trung học ở xa, nơi mà không ai có thể nhận ra anh ta. Đặt lịch sử đen tối của mình đằng sau, anh khao khát có một cuộc sống trung học bình thường. Thật không may, anh ta vẫn chưa thoát khỏi quá khứ của mình, bước vào là Rika Takanashi, bạn cùng lớp mới của Yuta. Khi cô nàng lập dị này đâm sâm vào cuộc sống của Yuta, giấc mơ về cuộc sống bình thường không có Chunibyo của anh đã nhanh chóng tan vỡ. Trong câu chuyện vui nhộn và ấm lòng này, kể về một cậu bé chỉ muốn để lại những ký ức đáng xấu hổ ở phía sau, nhưng nó lại bị khuấy động bởi một cô gái từ trên trời rơi xuống.
6. Nisekoi, thể loại harem comedy romance school shoujo. Raku Echazo, một học sinh năm thứ nhất tại ngôi trường trung học Bonjari, là người thừa kế duy nhất của một gia đình Yakuza đáng sợ. 10 năm trước, Raku đã thực hiện một lời hứa với người bạn thời thơ ấu của mình. Bây giờ anh ta có một mặt dây chuyền có khóa, chỉ có thể được mở bằng chiếc chìa khóa mà cô ấy đã mang theo khi họ rời đi. Nhiều năm sau, Raku đã trở thành một thiếu niên điển hình và tất cả những gì anh ta muốn là vẫn không bị ảnh hưởng trong nền Yakuza của gia đình mình càng nhiều càng tốt. Trong khi anh dành thời gian đi học cùng với học sinh trung học Kosaki Onodera, một cô gái dễ thương mà anh ta đã thầm dành tình cảm bấy lâu. Tuy nhiên khi mà băng đảng bị Hive Mỹ xâm chiếm sân nhà của anh ta, những giấc mơ lãng mạn bình dị của Raku rời xa khi mà anh bị kéo vào một cuộc xung đột. Raku sẽ phải giả vờ rằng anh ta đang có mối quan hệ lãng mạn với Chitage Kirisaki, cô con gái xinh đẹp của ông trùm Beehive, để giảm sự căng thẳng giữa hai nhóm. Không may, thực tế như muốn đánh tan sự giả tạo này, Raku và Chitage ghét nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì cô gái tin rằng anh ta là một kẻ đáng ghét, và trong mắt Raku, Chitage như một con khỉ đột hùng dữ. Nisekoi theo dõi những trò hề hàng ngày của cặp đôi không phù hợp, những người đã bị buộc phải hòa thuận với nhau vì mục đích duy trì hòa bình của thành phố. Với nhiều cô gái xuất hiện trong cuộc sống của anh ta, tất cả đều liên quan đến quá khứ của Raku bằng cách nào đó. Việc anh ta tìm kiếm cô gái giữ chiếc chìa khóa của mình và lời hứa của anh ta đưa anh ta đi theo những hướng bất ngờ hơn những gì anh ta mong đợi. Số 5. Wotakoi, thể loại comedy romance slice of life. Đã ngủ qua tất cả 4 cái báo thức của mình, Narumi Momose là người luôn tràn đầy năng lượng, nhận thấy mình sắp trễ ngày làm việc đầu tiên tại một văn phòng mới. Khi mà cô chạy đua với thời gian để bắt kịp chuyến tàu của mình, cô tự hứa với bản thân rằng sẽ không có đồng nghiệp nào phát hiện ra bí mật đen tối của mình rằng cô là một otaku và là một khổ nữ. Kế hoạch của cô ấy ngay lập tức trở nên tồi tệ khi mà cô tình cờ gặp Hirotaka Mifuji, một người bạn cũ thời trung học. Mặc dù cô ấy đã cố gắng giữ bí mật bằng cách mời anh ấy đi uống nước sau giờ làm việc, nhưng vỏ bọc của cô ấy bị thổi bay ngay sau khi anh tình cờ hỏi cô ấy có tham dự Summer Comic Cat sắp tới hay không. May mắn cho cô, các nhân chứng duy nhất là Han Koyanagi và Taro Kabakura cũng là otaku. Sau đêm đó, cặp đôi đi uống nước để họ có thể bắt kịp trở lại sau nhiều năm tháng xa cách. Sau khi Narumi phàn nàn về việc bạn trai trước đó của cô chia tay vì anh ta từ chối hẹn hò với một khổ nữ, Hirotaka gợi ý rằng cô nên thử hẹn hò với một otaku, đặc biệt là chính cậu. Anh ta thực hiện một lời hứa sẽ luôn ở bên cô, hỗ trợ cô và giúp cô trong Monster Hunter. Bị thuyết phục ngay lập tức bởi lời đề nghị, Narumi đồng ý ngay lập tức. Và do đó, hai otaku bắt đầu hẹn hò, mối tình lãng mạn và vô cùng đáng yêu của họ bắt đầu từ đây. Số 4. Gaikan Shoujo Nozaki-kun, thể loại Comedy Romance School. Chiyo Sakura là một nữ sinh trung học vui vẻ, người đã ngã gục vì Umetaro Nozaki. Có bối rối về Chiyo khi mà cô tỏ tình với mình, Nozaki đưa cho cô một chữ ký lạ. Hóa ra cậu bé tuổi teen khắc kỷ thực sự là một shoujo mangaka đáng kính. Xuất bản dưới bút danh Sakiko Yumeno, một loạt những hiểu lầm dẫn đến việc Chiyo trở thành một trong những trợ lý truyện tranh của Nozaki. Trong suốt các sự kiện vui nhộn xảy ra sau đó, Chiyo kết bạn với nhiều bạn học kỳ quặc, bao gồm cả trợ lý, đồng nghiệp, có vẻ không biết xấu hổ, Mikoto Mikoshiba và hoàng tử của trường, Yu Kashima. Gaikan Shoujo Nozaki-kun đi theo Chiyo khi mà cô cố gắng giúp Nozaki với manga của mình và hy vọng rằng cuối cùng anh ta sẽ nhận thấy tình cảm của cô. Số 3. Toradora, thể loại Slice of Life Comedy Romance School. Ryuji Takasu là một học sinh trung học hiền lành, yêu thích việc nhà,
Nhưng trái ngược với cái bản chất tốt bụng của mình, Ruzi sở hữu một khuôn mặt đáng sợ, thường khiến cho bản thân bị coi là một kẻ tội phạm. Mặt khác có một cô gái mang tên Taiga Asaka, một cô học sinh nhỏ nhắn, giống búp bê và bất cứ thứ gì ngoại trừ một cô gái dễ thương và mong manh. Được trang bị một thanh takana bằng gỗ và tính cách phong kiến, Taiga được biết đến trong toàn trường với tên gọi Hổ Palm Top. Ryuji học cùng lớp với người bạn thân nhất của mình, Kitamura Yusaku, và người con gái mà anh ta thầm thích, Kushida Minori, người bạn thân nhất của Asaka Taiga. Khi Ryuji phát hiện ra rằng Taiga thích bạn thân của anh, Yusaku, và Taiga cũng phát hiện ra rằng Ryuji có tình cảm với Minori, cả hai người họ sắp xếp để giúp đỡ người kia gần hơn với người thương của nhau. Toradora là một bộ phim hài lãng mạn theo sau bộ đôi kỳ quặc này, khi mà họ bắt tay vào một nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau với những mối tình tương ứng, tạo ra một liên minh khó có thể xảy ra trong quá trình này. Số 2. Prison School, thể loại comedy ecchi romance school seinen. Nằm ở ngoại ô Tokyo, Học viện Tư nhân Hachimitsu là một ngôi trường nội trú toàn nữ uy tín, nổi tiếng với nền giáo dục chất lượng cao và học sinh có kỷ luật. Tuy nhiên điều này hoàn toàn thay đổi vì giờ đây các nam sinh cũng có thể đăng ký vào học viện. Vào đầu học kỳ đầu tiên, theo chính sách mới này, chỉ có 5 chàng trai được chấp nhận, chia tách sinh viên thành tỷ lệ 100 cô gái trên 1 chàng trai. Kiyoshi, Gakuto, Shingo, Andre và Zo nhanh chóng bị đuổi đi mà không có cơ hội tạo ra ấn tượng. Không thể liên lạc với các nữ sinh, các chàng trai háo hức đặt mục tiêu vào một nhiệm vụ mới nguy hiểm hơn nhiều, nhìn trộm vào nhà tắm của các cô gái. Chỉ sau khi kế hoạch của họ bị hội đồng sinh viên ngầm khét tiếng xử lý triệt để, họ mới thấy sự tự do của mình đột ngột bị lấy đi, khi họ bị tống vào nhà tù của trường với bản án cả tháng là hình phạt. Do đó bắt đầu câu chuyện về cuộc sống khắc nghiệt của các chàng trai trong Prison School, một cuộc đấu tranh chính nghĩa, cuối cùng sẽ kiểm tra sự ràng buộc của từng bạn, tình anh em hư hỏng. Số 1. Kaguya-sama Love is War, thể loại hài hước học đường Romance Seinen Psychological, tạo viện Shuchin nổi tiếng. Miyuki Shirogane và Kaguya Shinomiya là đại diện hàng đầu của hội học sinh, xếp hạng học sinh hàng đầu trong cả nước và được mọi người xung quanh tôn trọng. Miyuki giữ chức chủ tịch hội học sinh. Bên cạnh anh, phó chủ tịch Kaguya, con gái lớn của gia đình Shinomiya giàu có, xuất sắc trong mọi lĩnh vực có thể tưởng tượng được. Họ là sự ghen tị của toàn bộ học sinh, được coi là cặp đôi hoàn hảo. Tuy nhiên, mặc dù cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng cả hai đều không sẵn sàng thừa nhận. Người đầu tiên thừa nhận sẽ là kẻ thua cuộc, sẽ bị người còn lại coi thường. Ít nhất là trong suy nghĩ của họ là như vậy. Với danh dự và niềm tự hào bị đe dọa, Miyuki và Kaguya đều quyết tâm trở thành người chiến thắng trên chiến trường của tình yêu của họ. Trên đây là top 10 anime tình cảm lãng mạn sẽ khiến cho bạn phải bật cười mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng hẹn rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhấn subscribe ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye!